À đây. À giới thiệu với mọi người đây là cây cà chua nhà mình mẹ mình mới mới trồng được nha, nhưng mà nó đã ra quả rồi tại vì đất nhà mình khá là tốt. Thế là mình sẽ lấy một vài quả cà chua để đảo cùng đây luôn. Rất là sạch luôn nhá, tại vì mới mưa thế nên là không phải gì. Mọi người cứ bảo anh em mình ăn bẩn không. Ăn uống ăn bẩn, thiên sống nhiên. Lâu ăn cái châu bất tử. Điên à? Đấy gọi là hòa mình với thiên nhiên. Đùa, anh em mình làm gì thì ăn bẩn đâu. Ở quê thì tàn thế thôi. Mới cả tỉ ngủ. Nói chung là vui vẻ là được. Đấy. Thêm quả tí màu xanh cho nó xanh ruột. Đây, một quả màu xanh cho nó xanh ruột nhá. Uầy, tung lên nhiều thế. Ngon đấy nhỉ. Em chỉ thấy dưa là em thèm rồi. Ui chùi 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 chùi. Ăn hết rồi. Quả cà chua xanh này nhìn như kiểu là quả ớt chuông ấy nhỉ. Ừ. Đem review giống kiểu cô ở trong review TikTok. Quả cà chua này. Đảo đi cháy này. Ăn nó vị rất là cà chua nhé. Đó. Sau khi đảo chín dưa đi thì mình sẽ cho vị cà chua xanh, ăn rất là vị cà chua xanh luôn. Nhiều vitamin. Nào thử xem nào, dưa được chưa? Dưa phải xào. Ngon quá. Wow. Nước mắm. Ok. Cứ đảo đây. Đấy, hôm nay ai mà bảo không sôi nữa thì mình cũng chịu rồi nhá. Hôm nay sẽ cho nó sôi sùng sục cho mọi người xem. Gọi là sùi sùng sục luôn đấy. Đảo đang quăn đấy ở đây này. Đang quăn dưa rồi. Để đảo xoăn nào. Cho nước dưa nhá. Vâng. Bây giờ sẽ cho nước dưa và nước đấy xong rồi bắt đầu tiếp tục mới là đến cá nhá mọi người nhá. Lúc nào sủi thì bắt đầu mới cho cá. Ấy, không là nó tanh. Nào, bóp đi em ơi. Cái mát à, ớt cái mát. Thôi, mày bỏ rác. Chán được lắm. Nó bóp làm cái gì? Được lọc đấy. Mình cho lúc nào cảm giác vừa đủ thì cho rồi. Ok chưa? Có một con cá trắng dưới này là đủ rồi. Bao giờ anh em mình phải mua 10 con cá sấu con cho để cho bơi hòm ăn cả da rồi. Đó. Đấy. Nào đậy bung. Có nước rồi thì phải đậy bung nhá mọi người nhá. Nào chạy nhá. Đây. Đó, mọi người thấy hợp lý chưa? Sôi cũng phải nấu vào không tối rồi. Ui, sôi rồi. Ngay, thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Đây này. Nó có vung phát nó khác hẳn ngay nhá. Sôi luôn rồi nhá. Sôi đúng chục luôn. Bây giờ mình sẽ cho con cá nó vào. Nằm xuống. Đấy. Đó. Rồi, bây giờ đậy vung vào. À, từ từ. Có lòng không? Có. Lòng là ngon nhất của con cá mà không ăn à. Nhưng mà lòng này hơi ngấy mọi người. Không. Không, điên là đừng cho mỡ vào ngấy nhá. Ôi thôi. Thế thôi không ngấy lắm. Đậu nữa nè. Rồi cho vào. Chơi cả cái nhá. Vâng, ăn cả cái nó mới ngon. À, đậu phải chơi thế này nó mới. Mà này là quả đấy, khiên. Đậu hút thối. Sò. Đó, đậy bung vào. Đấy, hôm nay khá là hoàn thiện đấy. Mình không mình nghĩ là còn phải cho thêm bếp nhưng mà khả năng là không cần nữa tại vì nó có vung rồi. Nó vung sẽ khá là ok nhá mọi người nhá. Nhanh chín hơn mọi người ạ. Đó. Bây giờ chỉ đợi thôi. Đi chuẩn bị thêm ít đồ nữa. À, trong lúc đợi mình sẽ trang trí thêm cho cái mâm rau củ. Đấy, hũ đấy của mình. Cho gọi là trang trí thêm tí rau gọi là rau sạch. Ai có cái ngoác luôn nhỉ?
rau sạch nhà mình đang trồng rất là nhiều rau sạch, thế nên là nó khá là ổn. À, vậy là xong cái món của anh em mình. Ôi cái này sao hơi nghiêng nghiêng nhỉ? À thôi được. Tối rồi. Đây nhá, cho mọi người xem này. Ôi, thấy chưa? Thấy chưa? Có vùng nó khác không? Ấy, thấy chưa? Vậy là nhá. Vậy là thành công ở món này rồi nhá. Bây giờ mình chỉ thử nghiệm thêm cái này di chuyển đi nó sẽ như thế nào thôi. Nếu mà không được lần sau mình sẽ đổ bê tông luôn vào cái bánh này. Let's go. Wow. Đi cho mọi người thưởng thức thử xem mọi người có thấy ngon không mọi người nhá. Nào. Bây giờ sẽ ôi, tăng đi thấy hơi thấy một cái gì đấy. Nó trôi, thì những cái vùng nó trôi. Vùng nó trôi. Đấy. Đấy. Đó. À, một cống nhá. À, đi được mọi người ạ. Nó hơi khó đi một chút thôi. Mình đang áp tải lưng lưng được đi đấy. Cái này như kiểu bên Trung Quốc rồi chính phủ ạ. Thôi vật chiến đấu vậy hả? Hay dùng để đấy đấy. Ui, thơm quá, mời chị xem. Ui, thấy chưa? Ai bảo là không ngon, ai bảo là không sôi. Đấy, đây nào. Chưa quê luôn. Ok. Đấy, cẩn thận vào. Đấy. Mình đói lắm rồi đấy, nhưng mà sẽ cho mọi người thưởng thức xem là tay nghề của anh em mình thế nào nhá. Đúng rồi. Đấy, mắc gì đấy? À, đúng rồi. Cứ tưởng mắc gì. Đấy, let's go. Go. Rất là cực tận. Hôm sau mình sẽ quyết định thiết kế lại quả bánh của nó mọi người nhá. Đúng rồi. Để quả bánh thế này đi nó cực tranh lắm, nó kiểu không... Mình cái chờ cái quả móc cái này móc vào đây này. Alo, ơi. Đâu, cá cho tôi luôn. Đấy, ông Tấn. Ông Tấn à. Bà Tiến ơi. Ăn đây, bà đi. Ăn lẩu đi. Con cháu bà của bác đây rồi, của bác này luôn. Hôm nay chuẩn chỉ luôn. Đấy. Bà đây. Hôm nay thì hơi đỉnh luôn. Ai? Fan được chơi. Ngại gì? Nhưng mà ngại. Ông Tấn có làm chén không? Ra đây rồi. Rượu ngon nhỉ? Lại bà kích à? Không, bà hôm nay bà hơi bất ngờ. Hôm nay không viết thì thế này nhanh nhanh thôi đấy nhỉ? Hôm nay hơi bị đỉnh đấy bà. Bố bà đoán cái gì trong này? Nấu gì đấy? Cá đấy à? Cho bà đoán. Mà ủa thùm thế. Đấy. Ngon thế nhỉ? Chín rồi. À, thế thôi. Chín rồi, chín quá rồi. Quá là chín rồi. Hôm nay thì quá là chuẩn. Hôm nay có cái vùng này chuẩn, hôm nay thiết kế chuẩn đấy nhỉ? Cho bà tự khui, tự người đấy. Chính trỏ à? Bà khui đi. Tự khui. Đây, bát này đây. Chiến cái gì vậy? Đó. Đấy. Thấy chưa? Chấm đen à? Đàng hoàng chưa? Hôm nay ăn chiến chưa? Đây, đúng là kỹ sư thiết kế đấy bảo. Chiến em nữa. Mời cả nhà nhé. Mình cũng phải chén quá. Mình cũng chén. Ấy, em vào đây. Ngài à? Ăn thử. Vào đây thử ẩm thực Tam Mau xem nó thế nào. Hơi bị đỉnh đây. Rồi, muối đây nha bà. Ui giời, cay quá, lại còn cho thêm ớt nữa chứ. Trời ơi, ớt thì ngon. Vô tình mình gặp được con giun yêu. Bẩn thế. Bẩn thế ngay này. Màu ơi. Đây là mọi người nhá. Đây là lòng cá. Ngon lắm. Không, làm chén. Sao? Hôm nay không có bia mà chỉ có rượu đó mọi người. Ấy, hôm nay thợ nghỉ hết à? Không phải bà. Bà uống rượu không? Có, làm cốc. Đây. Máu thế. Đây là chén. Mời cả nhà nhá, chăm đây. Con cá mình thích ăn nhất là cái lòng cá mọi người ạ. Hello bà Tuấn. Bà cái chuẩn ngon này. Bà Tiền. Giới thiệu với mọi người đây là bà Tiền và ông Tấn. Nhà chả thiếu gì ngoài tiền. Nhà chả thiếu gì ngoài tiền. Tiền Tấn luôn. Ăn về cả rau cả dưa này. Đấy, làm chén em. Bà thử xem ngại gì. Ủi giời. Nước ơi ngại. Không phải ngại, vào đây. Nước ơi. Tự nhiên thôi. Nước ơi. Ra đây bảo. Đấy, bát đây. Có làm chén không? Ở đây. Nước thì chát đi.
Anh mới làm chén à? Anh ấy nói nhỏ đấy nhỉ? Chắc là thấy em ở đâu? Em ở đâu? Em ở trên làm gì trên kia? Trên Minh Quang. À Minh Quang. Chắc là thấy các bác uống ngon, bác uống ngay phải không? Bác kích ngon đấy. Bác kích ngon. À, mắt xem đấy đi. Cá anh om dưa thế nào? Nồi chuyên dụng của bọn anh ấy nha, rất là... Ây dồi anh ơi! Hôm nay không có khói bụi nha mọi người nha. Bác cắm om dưa! Vào đây, đấy. Ngon đó. Vào đây. Đi đâu? Cá bé thế nhỉ? Xem bố Mao làm món gì đây? Ba, nước ơi, ba kích cô vừa uống một cốc rồi. Ba kích à? Làm chén rượu thì có hẳn ba kích à? Ờ. Làm miếng nào rồi? Bắt cho xin đi. Đây nha mọi người nhá, xem nó chín chưa nhá mọi người nhá. Đó, ui rồi, ôi chín rồi, quá chín luôn này. Ui rồi. Sao đang chém vậy em? Quá chín luôn, ôi là đây. Ui rồi, ông Tấn đây, cháu thương ông nhất đấy. Đấy, ông Tấn. Đây, cháu thương ông nhất đấy. Đó. Ăn đi cho béo ông ạ. Chứ bà hành ông ngang quá. Ôi mọi người nhá. Bà tiền thì anh hành ông Tấn. Anh em ta mau nhá. Ơ, thắng đâu nhỉ? Thế nên ông Tấn gầy. Không, không bằng đâu. Còn bà tiền thì vẫn béo. Đấy. Không, đấy. Rồi, quên món này à? Món này mới là món đấy này. Cái này thấy đừng cứ dũng đấy, lấy bát đấy. Cái này không được dũng. Không nhận cứ tự nhiên đi. Cái này phải quấn. Cứ tự nhiên đi. Đấy chưa? Xôi dùng sục nha. Hôm nay mới xôi đấy. À, hôm qua hôm trước là không quấn vào thế này nó mới ngon. Không ăn thế. Ăn dũng rồi. Đấy. Quấn vào thế này nó mới ngon này. Thằng béo ơi ra có bác kích đấy. Đấy bác. Ơi. Có ra làm mà chị bác kích kìa. Ngại ngại. Ngại 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 lên màn hình nào. Ngon lắm em. Được rồi. Đệ tử chân truyền của Marika. Con thấy hồng ngon không? Ngon không? Ngon lắm. Nhưng mà hôm nay chửi đã quá hơi bỏng. Hôm nay chửi bảo bỏng quá. Thế nào em? Rất ngon anh ạ. Nói to vào rất ngon. Bé thế mà rất ngon. Rau đây nhá. Mọi người cứ nhúng rau xuống nhá. Ấy, hình như là thiếu rau thanh hao với lại hành thì sao nhỉ? Ồ, thẩm nào. Cá chả thanh hao. Thiếu mùi phải không? Thiếu mùi, thiếu mùi. Rồi được, từ từ, mọi người cứ ăn bình tĩnh nhá. Đây là hết đây. Đúng nào, mình mua rau rồi. Đây, mọi người làm cái này, quấn rau này, như kiểu sabatini ấy. Đây. Nó mới ngon. Ăn không? Nè, trong đây ăn, trong đây ăn. Khéo bỏng nó đấy. À. Khéo cái nó sờ kia bỏng. À, không, chưa đâu. Con ăn nào? Đấy. Chú cũng cho ăn kìa con. À. Mọi người nhìn thấy cá ngon chưa? Đấy. Bà ơi, cắn nhá, cắn được. Đây là con trai của Mao đại ca này. Ngon lắm. To gần bằng Mao đệ rồi đấy. Ngon lắm. đệ tử đấy. Chuẩn bị có đệ tử mới này. Đấy. Đứng. Quấn cái này mới ngon. Già canh cá mà không có thanh hao thì đúng rồi. Cho ít thôi, vài cái ai ăn cho đây. Đằng đấy. Ngon lắm. Cho hết đấy, hành. Ông Tấn ơi, ông ăn nào ăn đi cho khỏe ông ơi. Hôm nay mình sai lầm rồi ạ. Chẳng nhẽ phải mang một ô cơm nhà ấy. Kiếm được mấy cái hoa bí của bà Tư này. Hả? Ăn cả không? Hết rồi á? Hết rồi. Đấy. Đây là cái nồi cá đáng nhẽ ra. Đáng nhẽ ra là anh em mình hôm nay làm cá chép om dưa cơ, nhưng mà câu được cá chấm với lại cá chép ăn nó bình thường quá. Nó quan trọng là ai câu ấy. Cá chép ăn mãi rồi, om dưa mãi rồi, hôm nay ăn om cá chấm. Cho bà Tiên. Nào, cái đậu to này, ngon lắm. Ai, ngon. Là lấy phần rồi. Cắt cơn. Bà, lấy phần. Làm tí, lấy Âu ra tí, làm tí tối lấy canh. À, ăn được không, Lực ơi? Bà chơi cả miếng nữa đi à? Lực, được không? Ôi, ngon đấy. Chén đấy, ông Tấn, thế nào? Con đang chén ngon đấy. Không? Ngon. Quá ngon luôn. Quá ngon. Nghe mấy chú ơi, vào ăn miếng. Chú ơi, ăn thử miếng cá chép om dưa con cháu. Chấm cá chấm om dưa quen nhỉ? Lẩu không phải lẩu mà là om dưa. Cá đây à? Ông vào thử miếng xem nào. Lẩu om dưa. Đây hôm nay anh em mình thiết kế thì vẫn hơi lỗi một chút cái đấy ông thử miếng cái bánh xe nhá mọi người nhá, lần sau sẽ thiết kế. Ông Tư kỹ sư xem thiết kế cái quả bánh này sao không cháy được nhỉ? Làm sao để không cháy được? Đấy, nhiệt độ nó như thế này cơ mà. Dạ? Ngon. Cho miếng tôn vẫn không chống được. Ngon lắm. Đấm dịch lên. Đấy. Mua ra. Thôi à? Thôi à?
Ngại ngại rồi ạ. Mọi người cứ ngại. Táo. Đùa hot girl mà sao ngại nhỉ? Hiểu. Rồi xe. Anh đợi bác chưa? Bác xuống ra hay là bác đi qua luôn? Xuống làm làm tí men. Đây, cá lẩu. Cá bỏ hòn đá ra. Bỏ hòn đá gì chưa? Đây, có lẩu luôn rồi. Mau đại ca, hôm nay món này ngon đấy. Quá ngon luôn. Rồi, ăn đó. Đấy. Chín vào con. Vào đây con. Rồi. Chín ra đây con. Nào. Đây, đây, cái con đá vào. Ôi, cái con đá vào. Chín vào cho xe đi được chưa? Vừa chưa? Vừa đấy, đạt đây đi, xuống cắt tôn rồi đây. Còn món lẩu rồi. Rồi, ông chín thì cho con đá vào, mau đây. Cho con đá vào bánh gì đó. Mau đây, chân. Cho con đá vào bánh đi. Chân gì nữa mà chân. Rồi. Ok. Coi. Ok. Đấy. Ôi, làm cái bạc kích cháy thế nhỉ? Đây này, cái phần ngon nhất là cái phần đầu không biết chín chưa này. Ui, không biết gì. Ba cái trượt thôi được. À, chín hết rồi nhé mọi người nhá. Chứng tỏ hôm nay quả nồi của anh em mình quá là công suất luôn. Công suất mạnh quá hơn bao nhiêu? Công suất mạnh hơn bao nhiêu tại vì có vung. Hôm trước mà ăn gà mà sủi không sục này, hôm trước mấy bạn cứ bảo là tại sao mình lại nhà mấy cô cháu với lại chú cháu mình ăn gà đấy là vừa mới thả vào cái là ăn luôn. Tái ăn mới ngon mọi người ạ. Chưa sôi. Nó để ăn nòm này. Dạ. Ui. Ấy, nó chót à? Đây 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 bác. Làm hẳn cái khúc này đi. Đây, em biết rồi. Thương đã Yến ở nhà nhá. Thương đâu? Nạnh à? Chín chưa? Đấy, khúc này chín chưa? Chín chưa mà sao nó cứng lên nhỉ? Cái sườn to. Sườn nó to. Rồi, đấy. Đấy. Nó chơi mới bá hà được. Rồi, ok. Ngon lắm. Đấy. Hôm nay ngon các bạn ạ. Quá tuyệt vời luôn. Đây, cho thêm cả nước vào. Nước nhiều vào, rau nhiều vào. Ui xời. Bà, của nhà làm được. Hành ơi, em cho thêm ít hành vào. Thôi. Thôi được rồi. Ngon lắm. Rồi xin nhé. Vâng ạ. Ui, đây là miếng gan cá này. Tuyệt vời luôn mọi người ạ.